Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay shop xin giới thiệu đến một các bạn một sản phẩm mới của shop, đó là toner cắt tóc Philips HC3418. Sản phẩm được bảo hành toàn cầu 2 năm. Đây là một sản phẩm cắt tóc chuyên dụng và đã và được rất là nhiều nhà tạo móc chuyên nghiệp sử dụng và tin dùng. Đây là bao bì của sản phẩm. Bao bì bằng tiếng Nhật đấy. Đây, tôi xin mở hộp để review sản phẩm cho các bạn xem. Như các bạn thấy đấy, đây là một sản phẩm có thiết kế rất là nhỏ gọn, rất an toàn. Sản phẩm chạy pin sạc tiện dụng và pin này được gắn liền với máy, không phải là pin rời mà pin liền theo máy. Nè, mời các bạn xem. Chính vì là pin liền và thiết kế nhỏ gọn nên là mang đi du lịch hay vui chơi đi có thể mang đi bất cứ đâu mà bạn thích được, rất là tiện lợi. Sản phẩm này có thể dùng được cho cả trẻ em lẫn người lớn. Do máy sạc không dây và sạc điện rộng từ 100 đến 220V. Bạn có thể dùng luôn ở Việt Nam mà không cần phải dùng các bộ chuyển đổi nhé, như các sản phẩm điện tử khác của Nhật. Sản phẩm này có rất là nhiều ưu điểm. Này. Này, có cổ tay cầm và nút điều khiển rất là thuận tiện. Này, cổ tay cầm. Đây là những nấc điều khiển của nó. Nó có 3 13 nấc điều khiển. 13 để lựa chọn chiều dài cắt tóc phù hợp với bạn, xem bạn thích cắt ở mức độ như thế nào. Đây nấc điều khiển của nó đây. Trên nấc điều cái nấc điều khiển này có một cái nút bấm xanh xanh này. Đó. Khi điều khiển cho độ dài ngắn khác nhau ấy, thì bạn bấm cái nút xanh này và đẩy cái nút bấm lên. Đó. Nó có 13 nấc đây là tiện lợi. Đây là một sản phẩm cũng rất là dễ dàng. Còn đây là lưỡi dao của máy đây. Máy sử dụng lưỡi kép. Có nghĩa là hệ thống lưỡi cắt có cạnh sắc ở hai bên này, giúp bạn cắt rất là chính xác và nhanh gọn. Đó. Có thể cắt tất cả những lọn tóc phía trước với thứ và phía sau thoải mái luôn. Do là hệ thống lưỡi kép nên là nó có thể tự động làm sắc được mà không cần phải bạn mất công tốn công ngồi mài. Đó. Và bạn có thể điều chỉnh được độ dài của lưỡi cắt rất dễ dàng. Thời gian sạc pin của máy là 8 tiếng cho 60 phút sử dụng liên tục. Đấy. Lưỡi dao này bằng thép không gỉ nên là bạn không cần phải tra dầu để một thời gian dài vẫn không bị gỉ. Kích thước rất là nhỏ gọn vừa tay cầm. Đó. Còn đây là chiếc lược của máy. Để điều chỉnh độ dài ngắn khi cắt và cắt tóc cho trẻ em thì lắp chiếc lược này vào rất là an toàn. Đây, vị trí lắp đây. Đó, điều chỉnh độ dài. Đó. Còn khi sử dụng đây, máy có một công tắc. Ở trên công tắc này có một miếng dán để cố định này, bảo vệ cái công tắc này này. Khi bạn dùng thì bạn chỉ việc tháo nó ra thôi.
Này công tắc này. Ấn đi. Tắt mở sử dụng rất là dễ dàng. Còn đây là bộ sạc đó. Dây rất là dài. Rất dài và tiện dụng. Đó. Sản phẩm có kèm một lược này. Khi bạn cắt tóc xong ấy, thường thường các lọn tóc nhỏ ấy, nó sẽ bám ở bên trong lưỡi hoặc bên ngoài. Bạn dùng cái chiếc lược này, bạn chỉ việc quét nhẹ là nó sẽ bắn hết ra. Sử dụng rất là dễ dàng, tẩy rửa gọn gã luôn. Đây là phiếu bảo hành 2 năm toàn cầu của hãng này. Đó, mời các bạn xem. Đây, đây là bản hướng dẫn của máy. Được sử dụng viết bằng hai thứ tiếng đó là tiếng Nhật và tiếng Anh để cho bạn dễ dàng tìm hiểu. Bên trong có hình ảnh minh họa, sử dụng rất là dễ dàng. Còn đây là hướng dẫn vệ sinh của máy đây. Dùng đúng đúng cách và dùng không đúng cách. Sản phẩm này có thể dùng được cho mọi lứa tuổi, từ học sinh, sinh viên, trẻ em cho đến người già. Đây có thể là một trợ thủ rất là đắc lực cho bạn giải quyết những vấn đề tóc một cách nhanh chóng này. Nếu bạn có nhu cầu ấy mà mua sản phẩm toner cắt tóc Philips HC 3418 thì có thể liên hệ đến shop qua hotline 0983 13 1528. Chúng tôi hỗ trợ tư vấn trực tiếp miễn phí 24 trên 7. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay shop xin giới thiệu đến một các bạn một sản phẩm mới của shop, đó là toner cắt tóc Philips HC 3418. Sản phẩm được bảo hành toàn cầu 2 năm. Đây là một sản phẩm cắt tóc chuyên dụng và đã và được rất là nhiều nhà tạo móc chuyên nghiệp sử dụng và tin dùng. Đây là bao bì của sản phẩm. Bao bì bằng tiếng Nhật đấy. Đây, tôi xin mở hộp để review sản phẩm cho các bạn xem. Như các bạn thấy đấy, đây là một sản phẩm có thiết kế rất là nhỏ gọn, rất an toàn. Sản phẩm chạy pin sạc tiện dụng và pin này được gắn liền với máy, không phải là pin rời mà pin liền theo máy. Nè, mời bạn xem. Chính vì là pin liền và thiết kế nhỏ gọn nên là mang đi du lịch hay vui chơi đi, có thể mang đi bất cứ đâu mà bạn thích được, rất là tiện lợi. Sản phẩm này có thể dùng được cho cả trẻ em lẫn người lớn. Do máy sạc không dây và sạc điện rộng từ 100 đến 220V. Bạn có thể dùng luôn ở Việt Nam mà không cần phải dùng các bộ chuyển đổi nhé, như các sản phẩm điện tử khác của Nhật. Sản phẩm này có rất là nhiều ưu điểm. Này. Này, có cổ tay cầm và nút điều khiển rất là thuận tiện. Này, cổ tay cầm. Đây là những nấc điều khiển của nó. Nó có 13 nấc điều khiển.
13 để lựa chọn chiều dài cắt tóc phù hợp với bạn, xem bạn thích cắt ở mức độ như thế nào. Đây, nấc điều khiển của nó đây. Trên nấc điều cái nấc điều khiển này có một cái nút bấm xanh xanh này. Đó. Khi điều khiển cho độ dài ngắn khác nhau ấy, thì bạn bấm cái nút xanh này và đẩy cái nút bấm lên. Đó. Nó có 13 nấc đây là tiện lợi. Đây là một sản phẩm cũng rất là dễ dàng. Còn đây là lưỡi dao của máy đây. Máy sử dụng lưỡi kép. Có nghĩa là hệ thống lưỡi cắt có cạnh sắc ở hai bên này, giúp bạn cắt rất là chính xác và nhanh gọn. Đó. Có thể cắt tất cả những lọn tóc phía trước với thứ và phía sau thoải mái luôn. Do là hệ thống lưỡi kép nên là nó có thể tự động làm sắc được mà không cần phải bạn mất công tốn công ngồi mài. Đó. Và bạn có thể điều chỉnh được độ dài của lưỡi cắt rất dễ dàng. Thời gian sạc pin của máy là 8 tiếng cho 60 phút sử dụng liên tục. Đấy. Lưỡi dao này bằng thép không gỉ nên là bạn không cần phải tra dầu để một thời gian dài vẫn không bị gỉ. Kích thước rất là nhỏ gọn vừa tay cầm. Đó. Còn đây là chiếc lược của máy để điều chỉnh độ dài ngắn khi cắt và cắt tóc cho trẻ em thì lắp chiếc lược này vào rất là an toàn. Đây, vị trí lắp đây. Đó, điều chỉnh độ dài. Đó. Còn khi sử dụng đây, máy có một công tắc. Ở trên công tắc này có một miếng dán để cố định này, bảo vệ cái công tắc này này. Khi bạn dùng thì bạn chỉ việc tháo nó ra thôi. Đó. Này công tắc này. Ấn đi. À. Tắt mở sử dụng rất là dễ dàng. Còn đây là bộ sạc đó. Dây rất là dài. Rất dài và tiện dụng. Đó. Sản phẩm có kèm một lược này. Khi bạn cắt tóc xong ấy, thường thường các lọn tóc nhỏ hỏi nó sẽ bám ở bên trong lưỡi hoặc bên ngoài. Bạn dùng cái chiếc lược này, bạn chỉ việc quét nhẹ là nó sẽ bắn hết ra. Sử dụng rất là dễ dàng, tẩy rửa gọn gẽ luôn. Đây là phiếu bảo hành 2 năm toàn cầu của hãng này. Đó, mời các bạn xem. Đây, đây là bản hướng dẫn của máy. Được sử dụng viết bằng hai thứ tiếng đó là tiếng Nhật và tiếng Anh để cho bạn dễ dàng tìm hiểu. Bên trong có hình ảnh minh họa, sử dụng rất là dễ dàng. Còn đây là hướng dẫn vệ sinh của máy đây. Dùng đúng đúng cách và dùng không đúng cách. Sản phẩm này có thể dùng được cho mọi lứa tuổi từ học sinh, sinh viên, trẻ em cho đến người già. Đây có thể là một trợ thủ rất là đắc lực cho bạn giải quyết những vấn đề tóc một cách nhanh chóng này. Nếu bạn có nhu cầu ấy mà mua sản phẩm tông đưa cắt tóc Philips HC 3418 thì có thể liên hệ đến shop qua hotline 0983 13 1528. Chúng tôi hỗ trợ tư vấn trực tiếp miễn phí 24/7.